Thưa quý vị, là trung tâm kinh tế, thành phố động lực tăng trưởng cho khu vực miền Trung, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm thực hiện chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển đô thị một cách mạnh mẽ, xác định mục tiêu vươn tầm trở thành đô thị đẳng cấp Đông Nam Á và châu Á. Đà Nẵng đang huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, thông minh và đáng sống. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, về định hướng phát triển không gian, cấu trúc đô thị Đà Nẵng được điều chỉnh từ đơn tâm thành phát triển đa cực, chia thành 3 vùng đặc trưng gồm vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và một vùng sinh thái. Thiết lập 2 vành đai kinh tế về công nghiệp công nghệ cao và cảng biển logistics, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 4 cụm việc làm ưu tiên tập trung. Toàn thành phố tổ chức thành 12 phân khu trên cơ sở kế thừa cơ bản các đặc trưng đô thị hiện trạng. Trung tâm thành phố được tái cấu trúc theo hướng mô hình đô thị nén là điểm nhấn của đô thị với các khu quảng trường trung tâm, khu bảo tàng sống và khu trung tâm thương mại, kinh doanh. Cái điểm sáng của cái đồ án quy hoạch chung lần này đó là cái việc mà gắn kết được yếu tố tự nhiên của thành phố, yếu tố đặc thù đấy vào trong cái việc tổ chức không gian. Đề xuất được là cái thành phố chia thành 3 cái vùng chức năng khá là hợp lý. Theo đó là cũng đề xuất được là 2 cái vành đai kinh tế với 4 cái cụm việc làm lớn thì nó tạo nên những cái trung tâm mới mà nó có sức hút về cái đầu tư để phát triển cho thành phố. Xác định công nghiệp công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số là một trong 5 mũi nhọn phát triển trong thời gian đến. Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh, tập trung vào 6 trụ cột và ưu tiên 16 lĩnh vực chuyên ngành. Tích cực đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn, sớm xây dựng trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh để đồng bộ cơ sở dữ liệu, triển khai xuyên suốt và hiệu quả các ứng dụng thông minh trong nhiều lĩnh vực của đời sống, làm nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố thông minh trong tương lai. Thành phố Đà Nẵng đang triển khai cái dự án thành phố thông minh và tôi rất kỳ vọng rằng FPT cũng như các doanh nghiệp thành phố thì có đóng góp tích cực vào cái đề án này giúp thành phố Đà Nẵng thật ngày càng đẹp hơn. Việc xây dựng thành phố thông minh là một cái xu hướng tất yếu để chúng ta dùng công nghệ để làm sao phát huy cái công tác quản lý đối với một thành phố nó phát triển mang tính chất bền vững hơn dựa trên các cái quy hoạch đô thị, dựa trên các cái công nghệ. Với chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030 đã được Chính phủ thông qua, Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, và nhất là với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng đang có đầy đủ cả thế và lực mới để hiện thực hóa Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, vươn tầm trở thành đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á vào năm 2045.